14 bị cáo vụ nổ súng chết người ở Phú Quốc bị đề nghị tăng mức hình phạt. Liên quan vụ án giết người do tranh giành bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc, Kiên Giang, mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kháng nghị đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tăng hình phạt với nhiều bị cáo. Ngày 31 tháng 1 năm 2024 vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 70 bị cáo trong vụ án giết người do tranh giành bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc, Kiên Giang. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm. Mới đây, theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, đơn vị đã kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm 01/2024 HSST ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung, Võ Văn Lương, Nguyễn Quốc Vinh và 9 bị cáo khác. Đồng thời với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, bị cáo Nguyễn Văn Thái, Phạm Anh Hiếu và 17 bị cáo khác kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm 01 2024 HSST xin giảm nhẹ hình phạt, hai bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa ngày 31 tháng 1 vừa qua, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tù trung thân về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị tuyên án tử hình đối với Long. Bị cáo Phạm Anh Hiếu, 34 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Đây là mức án dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang là trung thân. Bị cáo Bùi Minh Trung, Trung Cà Mau, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người, trước đó bị đề nghị 18 đến 20 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, tức Thái Bớt, ngụ khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Bùi Đức Ngọc, 32 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, bị tuyên phạt tù trung thân về tội giết người. Riêng bị cáo Bùi Đức Ngọc còn phạm thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Như tin đã đưa, từ ngày 22 tháng 1, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử vụ án nói trên. Theo cáo trạng, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, tên gọi khác Thái Bớt, ngụ khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2022, Thái đã rủ thêm các đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê giành đất, giữ đất tranh chấp là Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long Nguyễn Văn Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia, gồm 52 bị cáo, tập hợp lại nhà của Bùi Minh Trung, Trung Cà Mau, rồi đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi. Xô sát với nhóm của Nguyễn Văn Trường, 36 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Trong quá trình đánh nhau, hai người trong nhóm của Thái Bớt là Nguyễn Văn Quá, 27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc và Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường, gây náo loạn khu vực. Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải, sinh năm 1998, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An và Nguyễn Anh Thư, sinh năm 1996, ngụ huyện Đầm Rơi, Cà Mau, tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Văn Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác phạm tội giết người. 13 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, 6 bị cáo về tội che giấu tội phạm, 1 bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm về tội liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.